Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình ký sự bonsai. Hôm nay ngày 22 tháng 4, 2020. Năm Thu lại quay trở lại cái điểm bán mai vàng online quen thuộc của anh Tám, tọa lạc tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn thân mến, Năm Thu chỉ là quay clip chia sẻ cho các bạn, để các bạn nếu mà thích thì các bạn hãy lựa chọn cho mình những cái mẫu cây mình như ý ha. Với Năm Thu mà không hề tham gia bất cứ hình thức mua bán nào hết, mọi sự liên lạc thì các bạn trực tiếp gặp lại nhà vườn, như đây đến nhà vườn của anh Tám. Bây giờ chúng ta gặp anh Tám, nên anh Tám chia sẻ với các bạn một số mà chủng loại cây anh Tám mới vừa nhập về ngày hôm nay các bạn ha. Hello, chào Tám. Dạ, xin chào Năm và xin chào tất cả anh em và mọi người. Trước thì Tám cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ cho Tám trong tất cả những cái clip vừa qua, bán rất nhanh. Tám cảm ơn rất nhiều. Phương thức bán của Tám hôm nay Tám về là được 4 giống mai Cúc Tân, Cúc Tân Châu, Đại Lộc ghép gốc tứ quý và Cúc Thọ Hương lớn. Hôm nay là vậy là mình có 4 giống. Dạ, 4 giống. Tám thì ship mấy tất anh chị em rồi mọi người lưu ý ha, Tám ship miễn phí trong vòng 40 km vuông. Ngoài 40 km vuông Tám không có bao ship, nhưng mà nói với 40 chứ nhiều khi 40 mấy 50 luôn, mà đừng có xa quá là được rồi. Thì nói chung thì mình kệ, trong cuộc sống giờ đang khó khăn thì mỗi người chịu khó một chút. Rồi. Rồi em chỉ nói ship số điện thoại 0903175207. Thêm cái lưu ý nữa là xin mọi người khi mà mình đã giao dịch xong thì để Tám sắp xếp thì Tám sẽ chuyển hàng đến cho anh em sớm nhất. Đừng hối Tám, tại vì trên cái xe của Tám chở rất là nhiều, mà hối chạy có nhiều anh em hối lắm, rất nguy hiểm, chở nặng mà chạy nguy hiểm quá. Các bạn cứ từ từ, đừng hối Tám làm Tám bối rối, đúng không? Bối rối, dạ, hối làm Tám bối rối. Bối rối. Ha, giờ em khi mà các bạn chốt cây thì các bạn gửi tiền trước hay là gửi tiền sau? Anh chưa nói cái thầy thức ăn. Thì cây thì Tám ship á, thì Tám nói ship tới nhà Tám lấy tiền. Còn những anh em nào mà ở tỉnh á thì Tám phải đóng thùng rồi Tám gửi, thì mua điện nó thu hộ. Thu hộ, ha, nghĩa là quá ok. Rồi số điện thoại của Tám chưa nhắc đến anh, số điện thoại của Tám là 0903175207. Rồi, ok, không làm mất thời gian của cô bác và anh chị, là chúng ta bắt đầu tiến hành báo giá đi Tám ơi. Các bạn lưu ý, hôm nay lô hàng được chào giá vào ngày 22 tháng 4, 2020. Em thứ nhất có tên là Phú Tân. Dạ, Phú Tân. Tân này là mọi người hiểu là biết hả? Nó chịu lạnh tốt, sức sống khỏe. Vậy là ở nhà mình chịu lạnh tốt hả? Chiều lạnh tối, ví dụ nhà ăn uống nước đá đổ hết vô nó sống không? Đúng rồi. Nó, thì ông nói chiều lạnh tốt thì uống nước đá vô thì đổ có chết không? Rồi xong rồi nó đi luôn á. tưởng nó chơi được nước đá uống chịu, nó chịu cái không khí lạnh thôi. Là uống nước đá vô cây. Tưởng là nó chịu lạnh tôi uống bia, còn dư cục đá tôi hất vô hết. Em thứ nhất có thông số đi em. Em thứ nhất là Hoành 15, cao 60, ngang 55. Dạo Phú Tân được chào giá là 850 ngàn. Chào giá là 850 ngàn. Ok, em số 1 đã được chào bà con cô bác và anh chị, 850 ngàn. Rồi, xin mời em kế tiếp. Các bạn thân mến, mọi liên lạc các bạn liên lạc với anh Tám theo số điện thoại là 0903175207. Nên liên hệ trực tiếp với anh Tám ha. Năm Thu không tham gia bất cứ hình thức mua bán nào hết. Các bạn gửi comment cho Năm Thu thì Năm Thu cũng chỉ cho ông Tám thôi, nhưng mất thời gian của các bạn nhé. Làm lâu thôi. Em số 2. Em số 2 này cũng là Dạo Phú Tân. Em số 2 này Dạo Phú Tân. Hoành 17, cao 53, ngang 53. Nghiêng qua cái nhìn thấy góc không? Nghiêng qua cái thấy không? Này là để mâm năm. Để cái này nghiêng. Chủ khó nghiêng cái cho anh Năm coi cái góc này. Mình chung rồi. Sâu quá. Rồi chưa mình. Đọc thông số chưa? Dạ, thông số cây này là Hoành 17, cao 53, ngang 53. Cây số 2 này cũng được chào giá là 850 ngàn. Ok, xin mời em khác. Em
Em số 3 này cũng có tên là Giảo Phú Tân, phải không? Dạ. Em này một cốt hai thân. Có cái đế u tròn tròn mình ha. Rồi, em này được đọc thông số đi, có thông số. Em này là quần 14, cao 60, ngang 55. Cũng được chào giá là 850 ngàn. Chào giá là 850 ngàn, à, ok. Rồi, xin mời em kế tiếp. Các bạn lưu ý lô hàng được chào giá vào ngày 22 tháng 4, 2020. Hầu như là tất cả những shop bán hàng online trên kênh Thu Bonsai là chậm nhất là ngày thứ 3 hoặc thứ 4 là hết hàng. Khi mà các bạn chốt hàng, các bạn lưu ý, các bạn nhìn lại ngày phát sóng ha, các bạn chịu khó xem ngày phát sóng thì các bạn sẽ biết được, nắm chắc được cái thời gian mà mình thích cây đó nó còn hay không. Có nhiều bạn là gọi điện thoại đến thì cái lô đó đã báo trước đó là 2 tuần rồi. Xin thưa với các bạn là những mặt hàng nó sẽ không còn nữa ha, hàng mới về, hàng mới hàng tuần. Em số mấy đây Tám? Dạ em là em số 4. Số 4 là Giảo Phú Tân. À, đọc báo cáo thông số. Rồi, thông số em số 4 này là quanh 17, cao 63, ngang 55. Quanh 17, cao 63, ngang 55. Được chào giá là 870 ngàn. Ồ, anh kia 850, 870 hả? Dạ. Ờ, thằng 870. Rồi, xin mời em kế tiếp. Em số 5. Em số 5 có tên là gì? Giảo Phú Tân. Cũng là Giảo Phú Tân. Em này có cái quần là 17, cao 62, ngang 62. Rồi, em được chào giá nè. Em được chào giá là 870 ngàn. Rồi, ok, mời em khác. Ở nhà mấy ngày nay đâu có ho đâu, tự nhiên hôm nay vừa gặp con Táp hết ho, không biết sao kỳ cục, chứ phải bệnh đâu nhớ các bạn. Tự nhiên gặp con Táp tôi ho sụ, trời, hôm qua giờ đâu có ho đâu, hôm qua giờ uống bia ầm á. Em số mấy đây? Em này là em số 6. Mùa đế đẹp ha. Đế em này khá đẹp. Em số 6 này cái hoành của nó là hoành 17, cao 60, ngang 60. Và cũng được chào giá là 870 ngàn. 870 ngàn, em này có tên là Giảo Phú Tân. Ok, xin mời em khác. Em này là em số 7. Em số 7 tên chi? Em này tên chi? Tên gì? Em này là Giảo Phú Tân. Giảo Phú Tân luôn hả? Dạ, cũng Giảo Phú Tân luôn. Em này cũng là quanh 17, cao 65, ngang 60. Rồi, bao giá luôn? Em này có cái giá là cũng 870 ngàn. Rồi, ok, xin mời em kế tiếp. Em số 8. Em số 8 mấy gì đây? Cũng là Giảo Phú Tân. Nãy nhà lên nhà anh em đâu thấy ho, sao về đây ho vậy không? Không biết sao, tại gặp 8 tự nhiên ho. Ngày qua đây có ho mẹ gì đâu. Em số 8 này có quần 21, cao 62, ngang 55. Rồi, để chờ giá là chào giá là được chào giá là 900 ngàn. Mấy trăm ngàn ho thiệt, cái nhắc hầu quá hay là tại nghi ngờ quá, nghi ngờ quá. Hay là tại ăn tô phở của thằng Tám xong rồi ho, không biết no quá nó ho, tại no quá no quá hồi nãy đói đâu ho đâu. Rồi, xin mời em kế tiếp.
em số mấy đó? Em này là em số 9. Em này là em số 9. Anh em mọi người thấy ha, bây giờ là Phú Tân bắt đầu nó đi cơ 2 rồi ha. Đi cơ 1 bây giờ chuẩn bị đi cơ 2 nữa, tại vì nó đúng ra thì là tại vì với miền Tây rút mặn nên người ta không thể nào người ta chăm sóc cho đúng mực. Còn đúng mà trên nơi nào mà không có nước mặn thì hôm nay sẽ phát tán rất lớn rồi, rất to, rất bự. Nó cũng bị nước mặn làm ảnh hưởng nhiều quá. Rồi cây số 9 này cái giờ giá là như này. Hoành là 22, cao 62, ngang 55. Hoành 22 á, hoành bự á, được chào giá 900 ngàn. Ok, à, xin mời em kế tiếp. Em số 10. Và thông báo tiếp tục chia sẻ các bạn, em số 10, à, đây là giống mai Dạo Phú Tân. Dạo Phú Tân, à, đợt là mình về Phú Tân nhiều nhỉ. Em này có cái hoành là 18, cao 60, ngang 58. Em số 10 được chào 18, cao 60, ngang 58, được chào giá 900 ngàn. Được chào giá là 900 ngàn đồng. Rồi xin mời em kế tiếp. Em số 11. Em số 11 này có hoành 18, cao 62, ngang 60. Rồi, em số 11 cũng là Dạo Phú Tân hả? Cũng là Dạo Phú Tân. À, được chào giá là như đây. Chào giá là 900 ngàn. Chào giá là 900 ngàn. Rồi, ok, xin mời em kế tiếp đi. Em số 12. Tiếp tục chia sẻ với các bạn, em số 12. Nhưng mà gì đây Tám ơi? Em số 12 này cũng là Dạo Phú Tân, hoành 18, cao 63, ngang 60. Em này cũng được chào giá là 900 ngàn. Rồi ok, xin mời em kế tiếp. Em số 14. Em này cũng là một cốt hai thân. Em số 14. Ý em số 13. 13 hả? Lỗi, em số 13 nhầm luôn. Em số 13, hoành 21, cao 60, ngang 60. Hoành 21, cao 60, ngang 60. Em này cũng được chào giá là 900 ngàn. À, xin mời em kế tiếp. Em số 14. Các bạn thân mến, tiếp tục chia sẻ các bạn, em số 14 cũng là cái giống mai Dạo Phú Tân phải không Tám? Phú Tân vậy đúng rồi. Có các thông số. Dạ, em số 14 này có cái hoành là 19, cao 55, ngang 55. Hoành 19, cao 55, ngang 55, được chào giá là 900 ngàn. Rồi, ok, xin mời em kế tiếp. Em số 15.
Giống gì đây Tám? Em số 15 này cũng là Giảo Phú Tân. Em này là hoành 19, cao 70, ngang 57. Em này cũng được chào giá là 900 ngàn. Rồi, ok. Xin mời em kế tiếp. Rồi, bây giờ đến em số 16 này là Cúc Lê Châu. Các bạn thân mến, em số 16 này đổi giống cây. Em này có tên là Cúc Tân Châu. Cúc Tân Châu. Đây các bạn ơi. Cúc Tân Châu này là chuẩn bị nó ra những cơ độc nữ ha. Này anh em về á, như Tâm đã trình bày, tại vì miền Tây người ta là ấy chứ đúng ra trên mà nơi nào có nước ấy là này nó chỗ dữ lắm rồi. Không nước nhiễm mặn này chỗ nhiều rồi ha. Cúc Tân gì? Cúc Tân Châu hả? Cúc Tân Châu anh. Cúc Tân Châu này là nổi tiếng là con trùm á. Báo cáo thông số đi em trai. Em này có bộ đế khá đẹp. Hoành 20, cao 60, ngang 50. Hoành 20, cao 60, ngang 50. Rồi, em này được chào giá bao nhiêu đây? Em này được chào giá 1 triệu 150 ngàn. 1 triệu 150 ngàn. Em 16. Em 16. Các bạn thân mến, nếu các bạn có thích em nào thì các bạn nhớ và cái cây mai, mã số cây mai và cái ngày phát sóng và điện thoại trực tiếp cho anh Tám theo số điện thoại là 0903175207 ha. Thì các bạn nên gọi điện thoại trực tiếp, nhiều lúc các bạn không nghe máy là có thể lúc đó thì anh Tám đang kẹt máy rồi các bạn sẽ gọi lại. Nhiều khi mình giao dịch xong thì lên clip thì điện thoại tới rất nhiều, có nhiều người nói là kẹt máy, kẹt máy chứ không phải là Tám không nghe máy đâu ha. Có người mua mừng thấy mẹ mà không nghe. Dạ, mua mừng gần chết luôn. Mừng thấy mẹ mà không nghe. Mua mừng gần chết luôn. Ai mà chảnh dữ trời đúng không? Cái điện thoại tôi gọi khách hàng gọi tôi mua mà không nghe là tôi gọi chảnh. Người ta gọi là chảnh chó. Nhưng mà Tám không có vậy. Tại vì kẹt máy đó các bạn. Rồi, xin mời em kế tiếp. Dạ, em số 16. Xong rồi, em bắt đầu em tới số 17. Nặng không? Bắt đầu mới em. Nặng không Tám? Dạ nặng anh. Phải như tiền mà bê đừng dễ sướng ha. Đúng rồi. Tiền sao nhẹ re, cây cối bê nặng quá trời. Tiền mới nó đỡ được gì. Tiền mà xét đi nặng nặng gì có lý đúng không? Em này là em số 17 cũng là Cúc Tân Châu. Em số 17 Cúc Tân Châu đằng siêu. Em này thì anh em thấy cũng tại sao Tám không cắt là để dành cho anh em về để già chút anh em cắt anh em ghép ha, còn anh em còn thích về mình cứ bóng đọt đi để cho nó ra nó bóng nhánh đi ha. Đó. Rồi ok, báo cáo thông số chưa? Em này em số 17 này có hoành 24, cao 60, ngang 50. Được chào. 24, cao 60, ngang 50. Được chào giá là bao nhiêu đây? Chào giá là 1 triệu 250 ngàn. 1 triệu 250 ngàn. Ok, xin mời em kế tiếp. Em này là em số 18. Em 18 này là thuốc gì đây? Cúc Tân Châu. Em này có thân phận cái hơn. Thôi cành lá chùm bơm không tỉa bớt lên Tám. Không, đó là tại vì em để cho anh em về để già anh em cắt bo ghép, còn anh em về anh em bấm dừng mà dựng đọt lên á, dựng có đầu dựng nhánh được đó anh em. Tám là có chủ ý để cho bà con cô bác có cần lấy bo về lấy phải không? Dạ vậy đúng rồi, ý em là vậy đó, chứ còn nếu mà bấm từ lâu rồi. Báo cáo thông số. Số em số 18 này là hoành 22, cao 60, ngang 60. Em này có cái giá là 1 triệu 300 ngàn. Cúc gì? Cúc Tân Châu. Cúc Tân Châu. Trong này là con chùm. Phú Tân và Tân Châu. Nó có thể cho mình được hai vụ qua. Ghê à. Có cái cây mai nào tên là thu bonsai không? Thu bonsai anh? Có. Anh đang ngồi kìa. Có cái giống mai thu bonsai bữa rồi mua biếu tôi cây coi. Bữa anh còn nhớ cái vụ mà hai 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 h
anh không? Bởi vì ta nói ngâm rượu rồi đó, làm điện phòng anh đi. Kiếm một tui cây mai nào mà có hai hộp thôi nha. Rồi, ok, à, chị báo giá chưa? Em này có một tháng 2 cao 60 ngang 60, cái giá là 1 triệu 300 ngàn, cây số 18. Rồi, xin mời cô nàng khác. Em số 19 này, mình chuẩn bị qua Đại Lộc ghép gốc thứ quý. Em số 19 này là Đại Lộc à? Dạ. Các bạn thân mến, em số 19 này đây là cái giống đại lộc được ghép vào thân cây gốc cây tứ quý các bạn ha. Đẹp ghê không? Để có cái giống như bằng tay. Rồi em bắt có thông số đi em. Rồi em số 19 này có cái hoành là 19 cao 63 ngang 45. Được chào giá là 1 triệu 250 ngàn. Mọi người không biết là ha, cái ghép vô rất là khỏe ha, bông đẹp, cái cây thì nó kỳ bệnh, quý thì nó có lợi thế hơn nhiều lắm. Rồi, ok, chào giá lại. Được chào giá là 1 triệu 250 nha. Rồi, xin mời em kế tiếp. Các bạn biết thích thì liên hệ trực tiếp với anh Tám với số điện thoại là 0903 175 207 các bạn ha. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn em số mấy đây? Em này là em số 20. 20. Em số 20 giống gì đây? Cũng là Đại Lộc ghép gốc tứ quý. Đại Lộc ghép gốc tứ quý, báo cáo thông số. Em số 20 này có hoành là 17 cao 56 ngang 55. Được chào giá là 1 triệu 250 ngàn. À, cũng nói luôn là cái tất cả các loại Đại Lộc này khi mà không hiểu không biết á thì thực tế không có gì hết á, tại vì cái dòng này nó vậy á, gửi hay điện báo nói cũng tâm rồi, gửi đi hay bị rụng lá nó. Rụng lá chỉ bình thường đó phải không? Chỉ cần rớt cái bo đó mới chuyện lớn phải không? Có rớt bo. Không anh cũng có chuyện lớn. Rớt bo mới là chuyện lớn, rụng lá là chuyện nhỏ. Rụng lá chuyện nhỏ. Có nhiều người thì khi gửi về cái người ta điện lại em nó cũng sao ké rụng lá. Rụng lá là sao chuyện nhỏ? Bình thường. Nói để cho anh em an tâm, có những anh em chơi lâu thì người ta rành rồi, còn những em mới đi chơi cũng người ta chưa hiểu mấy thì tội nghiệp. Rồi dạ. Xin mời em kế tiếp. Rồi. Em này, em số 21. Cũng là lại tại Lộc Nghiếp Cốc Tứ Quý. Đại Lộc ghép gốc tứ quý, em này có cái hoành là 18, cao 60 và ngang 45. Và cũng được chào giá là 1 triệu 250 ngàn. Ok, em xin mời em kế tiếp. Tám có quên nhắc các bạn các anh chị là khi mình ship hàng mình có bỏ chậu hay ship chậu đi luôn Tám? Dạ, khi ở thành phố thì em để chậu luôn. Còn như ở tỉnh thì buộc phải bỏ chậu ra để cho tiền phí nó nhẹ, cho nên nhẹ đi chút chứ để chậu vô nó nặng ha, cái chậu ba chậu xi măng rẻ màu đá bèo luôn, rồi tiền ship để chuyển sang nó mắc lắm các bạn. Mắc mấy lần luôn cái chậu, thàm bỏ chậu đi. Chỉ có mấy chậu gốm nó mới là tốn tiền, cái chậu xi măng này thì nó rẻ mà thì nó nặng lắm. Đây chậu tròn tắm nhiều lắm rồi. Đây ai thích thì tắm cho thôi chứ không có bán đâu. Nhưng mà điều cái mà chở đi mới là chuyện vấn đề đó. Đúng rồi. Nặng lắm. Nặng lắm, chậu xi măng các bạn. Chậu xi măng là dùng họ rút để họ bán hàng chợ ha. Chứ nếu các bạn chơi nghệ thuật thì các bạn nên mua chậu gốm nó đẹp hơn. Dạ. Rồi, cây này là cây số 22, có cái hoành là 20, cao 65 ngang 47. Chào giá là gốc tứ quý. Chào giá là bao nhiêu đây? Chào giá là cũng 1 triệu 250 ngàn. Rồi, ok, em xin mời em kế tiếp. Những cái lá mà những cái bệnh như cái lá này các bạn nhìn thấy những cái bệnh không? Ở đây là cái thuốc mà mancozeb xanh dùng để phun lên để mà
diệt nấm trên lá và đồng thời nó có phân vi lượng nó nuôi lá ha. Này, nếu các bạn mà nuôi mai trồng mai thì các bạn phải phun thường xuyên như thế này đây thì cây mai của các bạn lá nó mới thành tốt, nó không bị nấm. Tiếp tục chia sẻ các bạn, em này số mấy đây? Em số 23. Em số 23 này có hoành 22, cao 63, ngang 63 luôn. Tại lập ghép gốc chú ý. Tại lập ghép gốc chú ý ha. Đây nguyên một bự à. Đây chú ý nhà mình nó có hai loại nha mọi người, một loại da me và một loại da trơn ha. Còn đây là thuộc là cái loại da me. Da me nó mạnh khỏe hơn. Da me nó xù xì nó ấn tượng hơn. Xù xì nó ấn tượng hơn. Cái gì láng thì đẹp, như cái cũ thì phải sần sùi mới đẹp đúng không? Dạ. Em này có quần 22, cao 63, ngang 63. Em chào giá. 23 được chào giá cũng là 1.250.000. Rồi ok. Ủa nãy giờ mới có 23 hả? Dạ. Ủa sao năm nhớ lâu lắm rồi mà. Anh nhớ chỗ nào rồi? Không biết sao mình... Thôi mình nhớ lâu lắm mà giờ mới có số 23 à, trời. Rồi tiếp tục chia sẻ các bạn. Em này cũng là khá em là to. Em lập ghép gốc tứ quý. Em này nay em sung mãn cũng ra cái lá bự trà bá luôn. Không, dịch dạch ra cho 500 củ coi. Dịch. Củ này cũng khá đẹp ha. Cái tém lên quán quán để cho bà con cô bác xem củ của em này ha. Này, thấy không? Đây. Đây. Đó, xem cận cảnh luôn ha. Để có trà nội này cái quay gì đâu không, cái củ trong chùa quay. Có cần coi mà không coi, coi gì đâu không á. Dạ. Các bạn xem lá. Cái lá gì nó bự bằng bằng tay luôn. Xem cổ xong bắt đầu tiến hành các bạn xem lá ha. Lá có những cái bệnh này nông thôn đã nhắc nhở từ lúc trước, cái bệnh này do mang phun thuốc Mycozet để diệt nóng và nuôi lá, có phần lưu lượng nuôi lá các bạn. Và có thông số em gì? Em 24. Em 24 này có cái hoành là 24, cao 75 ngang 70. Cao 75 ngang 70 hoành 24. Cao 75 ngang 70 được chào giá là 1.750.000. Nhưng mấy cây lá non này á anh em á, tại vì tám sẽ chuyển là chắc chắn phải chuyển hoặc sáng sớm hay là chiều mát. Chứ mà đi trời nắng là nó dập lá hết à. Vừa bị gió nắng nắng gió. Rồi, vâng, xin mời em kế tiếp. Rồi. Em được chào giá là 1.750.000. 1.750.000. Đây là cái thằng này tên gì với này? Đại Lộc Gấp Gốc Tư Quý. À, Đại Lộc Gấp Gốc Tư Quý. Rồi, mình còn những em nào nữa không nào? Đây. Rồi, đây. Bắt đầu. Em số 25 này là bắt đầu mình qua là cúc thọ hương. À, chào bà con cô bác. Đây, giống cúc thọ hương. Giống cúc này hiện tại hôm nay rất được nhiều bạn săn tìm. Hương ngày tám chỉ có còn 3 cây nữa không nha, gửi về 9 cây mà anh em đã mua hết rồi. Giờ mình bắt đầu thông số đi. Em số 25 này có cái hoành là 21, cao 65, ngang 70. Em số 25 này có cái hoành 21, cao 65, ngang 70. Em này thì em anh em chị đồ có thích lấy bò là bao nhiêu cũng được ha, nhiều lắm. Cúc thọ hương này bo này dễ ghét, rất dễ ghét. Rồi, em này được chào giá là bao nhiêu đây? Giá là 3.800.000. 3.800.000. Nhà cúc thọ hương, củ rất là to, đẹp. Tán đều. Rồi, xin mời em khác. Em số 26 này cũng là cúc thọ hương. Cũng đẹp hơn. Đẹp, cũng đẹp. Cũng là mấy cúc thọ hương có cũng đẹp không ạ? Tàn cũng đẹp nữa. Bông cũng đẹp. Rồi, chào báo cáo thông số. Dạ, em số 26 này là hoành 23, cao 62, ngang 70. Cúc thọ hương. Cúc thọ hương, có người kêu là cúc hương á. Là chào giá. Được chào giá cũng là 3.800.000. Rồi, ok, rồi xin mời em kế tiếp.
em thì là em số 27, cũng là em cuối cùng. Em này là em số 27, Cúc Thọ Hương. Nói như tắm đi lấy mấy cây này về tắm đau đầu lắm, vốn nặng quá. Rồi, có cái thông số. Em này em số 27 này, số hoành 21, cao 67, ngang 68. Để đẹp ha. Em được chào, em được chào giá là như đây. Em này cũng được chào giá là 3.800.000. Em số 27 hả? Số 27. Các bạn thân mến, em số 27 cũng là được chào giá là kết thúc cái chương trình báo giá hôm nay. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 2020. Năm Thu rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấn cái chuông ủng hộ tinh thần cho Năm Thu. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ Năm Thu những video mới nhất. Một lần nữa, Năm Thu chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thu Bonsai, nhưng là như ủng hộ cái shop mai vàng của anh Tám trong suốt thời gian qua. Mong rằng các bạn tiếp tục ủng hộ để Năm Thu và anh Tám có động lực để tiếp tục chia sẻ cùng các bạn một số mẫu cây vừa đẹp vừa rẻ để phục vụ các bạn bà con cô bác ha. Anh Tám ơi, hãy chào bà con cô bác. Anh Tám ơi. Dạ, Tám cũng xin chào tất cả anh em và mọi người. Tám cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho Tám. Nói chung là trong lúc mình bán hoặc để điện thoại thì nó hơi có bị bận, nhiều khi là có kẹt thì từ để anh em mình điện lại ha, chứ không phải là không nghe máy nha. Có gì thì cứ điện thẳng cho Tám, chứ đừng có comment, nhiều khi comment đọc không có kịp. Khi mình đi ship hàng lên nó về là cây đã bán rồi. Rồi thôi, thời lượng chương trình cũng đã hết. Bye bye Tám, bye bye mọi người. Và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye. Tạm biệt, bye bye.